Vâng, Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai xin lại được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái buổi video ngày hôm nay. Hôm nay thì bên Trung tâm em sẽ review giới thiệu tới các bác một mẫu sản phẩm máy khoan tay, khoan chạy điện trực tiếp 220V. Mẫu máy đầu kẹp 13 ly các bác nhá. Máy bót này, máy đầu 13 ly. Một cái mẫu máy cực kỳ là đẹp và chất lượng để gửi tới toàn thể các bác nhà mình. Khi mà các bác đặt mua sản phẩm về thì nó sẽ có một cái hộp đựng máy như thế này nha các bác nhá. Cực kỳ là đẹp và chắc chắn. Và phía bên trong này, phía bên trong thì các bác sẽ có một máy và một tay cầm. Đây là máy bót. Máy đầu 13 ly. Đây các bác sẽ có máy này và tay cầm như thế này. Cái này là đầu 13 ly, các bác sẽ lắp được mũi khoan 13 ly đổ lại nhá. Để em sẽ cắm máy chạy thử để cho các bác nhà mình được cùng tham khảo về tốc độ vòng quay của máy luôn. Máy thì chạy cực kỳ là êm và rất là khỏe nhá các bác nhá. Đây. Máy chạy rất là êm và cái độ khỏe của nó thì cũng quá là ok luôn. Để em sẽ quay cho các bác về cái thông số kỹ thuật của máy này. Đấy. Đây nha các bác nhá. Công suất của máy là 910W này. Vòng tua của nó là 2800 vòng trên 1 phút. Đấy, cái này là hàng bốc. Úi giời.